Sơn. Từ thành phố Hồ Chí Minh, chuyến xe con đường khoa học đưa tôi và Duy Nhất đi theo quốc lộ 13 đến địa phận huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để gặp gỡ những chiến sĩ đặc công thuộc tiểu đoàn đặc công 60. Tiểu đoàn đặc công 60 trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7 được thành lập từ ngày 6 tháng 1 năm 1989. Trải qua hơn 30 năm kế thừa truyền thống anh hùng của lực lượng đặc công Việt Nam, tiểu đoàn không chỉ là đơn vị thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu, tiêu diệt mục tiêu, bảo vệ an ninh tổ quốc, mà đây là còn nơi đào tạo, huấn luyện những chiến sĩ đặc công tinh nhuệ, sáng tạo và bản lĩnh. Là một lực lượng quân đội chiến đấu với truyền thống, đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, tránh hiểm thắng lớn, các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 60 vẫn hàng ngày rèn luyện thể lực, tăng cường võ nghệ, huấn luyện bản lĩnh và khả năng cơ động trong mọi tình huống. Để hiểu rõ hơn về võ thuật được rèn luyện trong lực lượng đặc công ra sao, 58 đặc công quyền pháp là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội. Chiến sĩ đặc công được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để tập kích bất ngờ vào các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong lực lượng của địch. Chính vì vậy, võ thuật được sử dụng trong đơn vị đặc công là sự tổng hợp tinh hoa của nhiều môn phái, đặc biệt là võ thuật truyền thống Việt Nam. Chúng tôi may mắn được theo dõi một buổi tập luyện của các chiến sĩ với các bài quyền đặc trưng, các phần đối kháng, với những đòn thế tay không hoặc dùng binh khí.
Sau khi tôi về duy nhất trải nghiệm trong một ngày tất cả những cái võ thuật của đội đặc công, những buổi tập hàng ngày, rồi tất cả những cái chính yếu nhất, thì bây giờ là tới cái màn mà ai cũng sẽ rất là hứng thú để xem. Đây là chiến sĩ Phan Văn Thọ. Anh Thọ là thường là đoạt huy chương vàng trong lực lượng toàn quân rồi. Thì để cho chúng ta thấy được cái ứng dụng võ thuật ở trong chiến đấu, riêng duy nhất đã từng ứng dụng võ thuật trên thi đấu, thì hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau để thấy rằng nền võ thuật Việt Nam là. Và xin giới thiệu, đây là Trọng Tài Lâm. Sơn. Vậy. Đâu. Dừng. Đâu. Dừng. Đâu. Thì qua trận đấu giữa đồng chí Nguyễn Trần Duy Nhất và đồng chí Phan Văn Thọ của tiểu đoàn đặc công 60, trận đấu thể hiện tính chất của hai môn phái rất là khác nhau. Tuy nhiên thì đồng chí Nguyễn Trần Duy Nhất đánh ngã đồng chí Thọ hai lần. Dừng. Đồng chí Thọ đá vào giáp 3 lần. Và tỷ số là ngang nhau, cơ bản hai đồng chí là hòa.